Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Người Trung Quốc mở sòng bạc trá hình ở Sài Gòn. Cảnh sát ập vào trung tâm trò chơi điện tử BB ở quận Bình Tân do người Trung Quốc làm chủ, bắt quả tang 30 người đang sát phạt với số tiền cả 100 triệu đồng. Theo báo VN Express, công an ở Sài Gòn ngày 5 tháng 9 2018 khởi tố 9 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục truy bắt những người trực tiếp điều hành tiệm game trá hình này. Trước đó, cảnh sát ập vào tụ điểm game bắn cá của ông công ty trách nhiệm hữu hạn thế giới trẻ thơ BB trên đường An Dương Dương thuộc quận Bình Tân, bắt quả tang hàng chục người sát phạt ăn tiền với máy. Cảnh sát đã bố ráp sau nhiều ngày theo dõi các sòng bài trá hình, làm các địa phương chơi game và bắt 30 người, kể cả hai người Trung Quốc, thu giữ nhiều tang vật bao gồm 100 triệu đồng, khoảng 4.289 đô la, dùng để đổi điểm ra tiền để khách ăn thua với máy. Trung tâm này được thiết kế tối tân, gắn nhiều camera theo dõi. Các trò chơi phổ biến là bắn cá, quay hồ lô, thú. Mỗi điểm số trên máy được quy đổi tương ứng với vài trăm ngàn đồng. Bà Lê Thị Thùy Trang, 24 tuổi, thừa nhận được ông Trung Quốc thuê quản lý trung tâm cùng với một người có tên Hà chưa rõ lai lịch. Họ có nhiệm vụ đổi tiền và canh chừng khách, còn hai người Trung Quốc khai họ được thuê để phụ trách kỹ thuật cho nơi này, thưa quý vị. Sài Gòn đổ tiền sửa đường, Nguyễn Hữu Cảnh như là muối đổ biển. Chính quyền ở Sài Gòn chi hơn 20.1 triệu chỉ để sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 3.1 cây số và tin rằng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng sụt lún ngập nước nghiêm trọng ở tuyến đường thuộc Quỳnh Bình Thạnh hôm 6 tháng 9 2018. Báo VN Express cho hay là chính quyền ở Sài Gòn chi 470 tỷ đồng, tức là hơn 20.1 triệu từ vốn ngân sách nhà nước chỉ để sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh cho bớt ngập lụt. Con đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 3.1 cây số nối Quận Nhất và Bình Thạnh được xem là nỗi thống khổ của người dân thành phố Sài Gòn vào mùa mưa vì tình trạng ngập lụt liên miên mà không có giải pháp chống ngập hiệu quả. Việc sửa chữa dự trù khởi công trong quý 4 năm nay và hoàn thành sau 14 tháng. Trong thời gian sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố sẽ duy trì hoạt động của máy bơm chống công suất lớn, một trong những giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước. Khi công trình hoàn thành, tình trạng ngập nước ở tuyến đường này sẽ không còn. Từ tháng 10 2017, công luận bàn tán việc chính quyền ở Sài Gòn thuê máy bơm chống ngập với công suất lên đến 97.000 mét khối mỗi giờ của tập đoàn công nghiệp Quang Trung. Giá thuê máy bơm nước được chủ đầu tư ra là 24 tỷ đồng, hơn 1 triệu mỗi năm và kéo dài trong 7 năm. Tuy nhiên, giới chức sau đó đề nghị hạ giá thuê còn gần 10 tỷ đồng theo báo của VN Express. Sau khi không được đáp ứng, đề nghị tạm ứng 30 tỷ đồng, hơn 1.2 triệu để trang trải kinh phí, chủ đầu tư thông báo dừng vận hành máy bơm vì hết tiền, thưa quý vị. Hai cựu tướng công an nhận tiền tỷ để bảo kê đường dây đánh bạc. Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai đã đút lót hàng tỷ đồng cho hai tướng công an truy tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Truyền thông trong nước dẫn nguồn từ cơ quan điều tra cho biết là ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai rằng để tạo điều kiện tổ chức đánh bạc trực tuyến, ông này đã biếu cho ông Phan Văn Vĩnh hơn 1,7 triệu đô la, tức khoảng 30 tỷ đồng, cùng nhiều vật dụng cá nhân giá trị lên tới nhiều tỷ đồng. Ngoài ra, Dương cũng biếu Thiếu tướng Nguyễn Thành Quá 22 tỷ đồng, Cục Cảnh sát Phòng chống công nghệ cao 700 triệu và một phần mềm diệt virus hơn 30.000 đô la. Theo cáo trạng của cơ quan điều tra, hành vi của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê nhận hối lộ. Trong đó thì ông Vĩnh là người chỉ huy, của ông Hóa là người thực hiện. Nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ để xác định hai ông này hưởng lợi tức cá nhân gì. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Phú Thọ ban hành cáo trạng truy tố hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Quá cùng 90 bị can khác trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet. Theo cáo trạng, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 của Bộ Luật Hình 2015 với mức án từ 5 năm cho đến 10 năm tù, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên cạnh người thân.